Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hồ Ly Quy Y. Trong 18 đại nguyện của Hòa Thượng có một nguyện là nguyện rằng trong tam giới nếu có một vị trời, tiên, người, Atula, các loài bay, lặn, động vật, thực vật, linh giới, rồng, súc sinh, các chúng quỷ thần mà chưa thành Phật, thì con thề không giữ ngôi chánh giác. Với nguyện lực và đức hạnh của Hòa Thượng, Ngài đã cảm hóa được hơn 800 hồ ly trắng biến thành người quy y Ngài. Ngoài ra, Ngài đã từng vì mẹ bệnh mà tới thôn Bối Ấm Hà cầu xin thuốc với hồ tiên nhưng không được. Nào ngờ, sau khi Hòa Thượng xuất gia, hồ tiên này cũng tới cầu xin quy y với Ngài. Hòa Thượng kể, tại thôn Tương Lam Kỳ, Tứ Đồn, một hôm có hơn 800 hồ ly trắng biến thành người đến quy y tôi. Chúng nó chân thật tu hành, chuyên làm việc lợi ích cho người và trị bệnh cho người mà không lấy tiền. Tại Đông Bắc có một loại tà thuật, có thần hoặc tiên nhập vào để trị bệnh cho người. Tiếng Quảng Đông gọi là quỷ nhập thân, Đông Bắc gọi là khiêu thần, lại gọi là tác mãn. Khiêu, nhảy, thần là thần nào nhảy? Hễ thần mà nhập vào thì hắn có thể đốt nón sắt, dây thắt lưng sắt, giày sắt cháy đỏ hồng rồi đội lên đầu, buộc vào lưng, mang vào chân, đó gọi là hoa, lưỡi cày. Còn gọi là quải giáp, áo giáp, tức dùng dùi sắt xuyên qua vai. Nếu thần không nhập thì hắn không thể làm như vậy được. Ở Bắc Phương có loại rìu cắt cỏ, nặng cỡ mười mấy cân, trên rìu có một cái lỗ. Hắn cắm dùi sắt vào phía trước và phía sau thân, rồi mang bốn cái rìu trên người kêu bon bon len ken, oai phong không thể tưởng. Các vị nhìn thấy là khiếp sợ nổi da gà, ghê rợn như vậy. Hơn 800 con hồ ly này cũng nhập vào thân người, rồi trị bệnh cho người ta. Nhưng khi chúng nó tới, chúng không nhúng cũng không nhảy, xem giống y như người thường để trị bệnh, bắt mạch hoặc kê toa thuốc. Chúng trị bệnh không lấy tiền, chuyên dốc sức làm nghĩa vụ thiện, cho nên có rất nhiều người tin tưởng chúng. Người trong thôn thường đốt nhang lễ lại và mua đồ cho chúng nó, nhưng chúng nó cũng không muốn. Thông thường thì hồ ly thích ăn thịt gà. Nếu các vị cúng cho nó một con gà thì nó vui mừng khấp khởi. Nhưng chúng hồ ly này cũng không muốn gà, không ăn thú vật sống mà chúng đều ăn chay. Sau đó, hồ ly cũng nói chuyện với người ta rằng, tôi chỉ gặp các vị 3 năm thôi, vì 3 năm sau tôi sẽ đi theo sư phụ tu hành. Người ta hỏi, ai là sư phụ của ông? Y đáp, tới lúc đó các người sẽ biết, bây giờ tôi không thể nói được. 3 năm sau, khi tôi đi ngang qua nơi đó, hồ tiên đến cầu xin quy y. Sau khi nói chuyện với chúng xong, ngay hôm đó tôi cho quy y hơn 830 con hồ ly cùng một lúc và phái chúng nó tới núi Lạp Pháp ở huyện Giao Hà tu hành. Núi Lạp Pháp còn gọi là tảng đá lớn Lạp Pháp vì ở đó có rất nhiều thạch động. Từ đó về sau, ở đó không còn hồ tiên trị bệnh cho người ta nữa. Dân địa phương đều không thích tôi. Họ nói vì tôi đã đem thầy thuốc của họ đi mất. Lúc mẹ tôi bị bệnh, ở thôn Bối Ấm Hà có một hồ tiên rất hiển linh, thường ban bố thuốc men cho người. Tôi đã từng vì mẹ mà đi tới đó cầu xin thuốc, nhưng quỳ 3 ngày 3 đêm cũng không cầu được thuốc. Đợi sau khi tôi xuất gia, hồ tiên này nhập vào người bà con của tôi, cũng muốn quy y tôi. Tôi hỏi y là ai? Y đáp, y là hồ tiên ở Bối Ấm Hà, chuyên bố thí thuốc men cho người ta. Tôi bèn tính sổ nợ với y, nói, lúc người bố thí thuốc, tôi tới xin thuốc, tại sao người không cho tôi thuốc? Giờ đây là còn muốn quy y tôi nữa hả? Hồ tiên nói, lúc thầy quỳ ở đó, có một luồng ánh sáng màu vàng chói, khiến con mở mắt không ra, nên không cách nào cho thuốc được.
Tôi đặt tên cho y là Pháp Thiên Pháp Đại. Đây là lần thứ hai có hồ tiên, hồ ly quy y tôi. Ghi chú: núi Quang Đông Kỳ, núi Lạp Pháp. Núi Lạp Pháp nằm ở phía bắc của thị xã Giao Hà, Kiết Lâm, thuộc nhánh núi Trường Bạch. Cao 886m2 so với mặt biển và chiếm diện tích 12 km². Núi có dốc đứng, đỉnh núi cao chót vót, treo leo chôm chổm. Nghe nói có 72 động và 81 đỉnh. Vì núi có hình giống như cây chĩa bằng sắt nên có tên là Cửu Đỉnh Thiết Xoa Sơn. Núi có 9 đỉnh như cây chĩa bằng sắt. Hơn nữa, vì trên núi có nhiều tảng đá lớn, tục gọi là Lạp Pháp Lạp Tử, tức là đá lớn Lạp Pháp. Trừ các kỳ động trong núi Lạp Pháp ra, còn có vô số khối đá kỳ dị khác. Đó là nơi mà xưa kia các đạo sĩ tu luyện ở đó. Có các kỳ quan như Kim Quy Triều Bái, Dấu Chân Tiên Nhân, Gấu Già Quán Thiên, tượng đá mặt thân Phật, vân vân. Núi Lạp Pháp có hơn 100 chỗ thạch động, đa số do thiên nhiên hình thành. Trong số đó có Xuyên Tâm Động, Trích Thủy Động, Thông Thiên Động là nổi tiếng nhất. Dân địa phương xưng Xuyên Tâm Động là vua động. Trong động khoáng rộng bằng phẳng, có thể chứa hơn 1000 người. Có 3 cửa động ở phía đông, tây và nam. Phía đông có thể nhìn mặt trời lên, phía tây xem mặt trời lặn, phía nam có thể trông ra biển Dân Hải. Trích Thủy Động cũng nằm ở phía đông, trệt về trước cửa Xuyên Tâm Động. Nước trong động là nước suối giống như có 2 cái hồ nhập lại chứa nước. Nước đó trong và ngọt, quanh năm không cạn. Hòa Thượng kể: tôi đều phái những đệ tử quy y kỳ kỳ quái quái của tôi đến đó tu hành. Tôi cũng đã đến nơi đó rồi. Tôi từng thâu như ý ma nữ cốt vài ngàn năm và phái y đến Vạn Thánh Linh Lung Động tu hành. Tại sao gọi là Vạn Thánh Linh Lung Động? Vì động này có 3 cửa, ở bên này có thể nhìn thấy bên kia lại có thể nhìn thấy bên này. Địa thể trong suốt giống như ly thủy tinh. Vì nếu để gì trong ly là thấy biết ngay, nên bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. 3 cửa động này tương thông với nhau. Ở đó có một ngôi chùa, vật liệu tạo chùa là do dê kéo lên. Vì núi rất cao nên mỗi lần lên núi, nó chỉ có thể kéo theo 2 cục gạch hoặc một khúc gỗ mà thôi. Bên ngoài cửa động, về phía tây có động Lão Quân, tức động của Lão Tử. Cửa phía đông là động Trích Thủy, có nước chảy xuống, chứa đủ cho muôn người vạn ngựa uống. Ra phía sau là động Kỷ Tiên, tức Kỷ Tiểu Đường, là người Đông Bắc. Ông đã thâu nạp 5 con quỷ và còn bắt được hắc ngư tinh cá ở núi Lạp Pháp. Vào triều Minh, tại Bắc Kinh có một vị quan họ Hắc. Mọi người gọi ông là Hắc Đại Nhân. Thật ra ông ta không phải là người mà là hắc ngư tinh. Kỷ Tiểu Đường biết được nên muốn quy nạp ngư tinh này. Có một hôm, đợi hắn ta đi ngang qua núi, Kỷ Tiểu Đường bèn dùng ấn chưởng thủ lôi đánh chết Hắc Đại Nhân. Không ai biết được trong núi có bao nhiêu cái động. Thí dụ như hôm nay các vị tra khảo là 72 động, ngày mai thì là 73 động, ngày sau nữa các vị đếm lại thì hoặc là 70 động. Nói tóm lại, các động không có số mục nhất định. Trong núi có rất nhiều thần tiên. Đã có người lên núi thấy có 2 ông lão đánh cờ trên đó và đi lần tới xem. Nhưng vì không kềm được nên y ho lên một tiếng. Thế là 2 ông lão có râu rất dài thấy có người bèn hỏi: ê, người làm sao đến đây được? Nói rồi cửa đá của động tự động đóng lại. Y quỳ ở đó cầu đạo, cầu pháp và quỳ cho đến chết. Mộ phần của người này hiện vẫn còn ở phía ngoài động. Tôi đã từng gặp Lý Minh Phước. Ông ta là người biết võ thuật, chạy nhanh như khỉ vậy. Sáng sớm khoảng 4 giờ hơn, tôi lên núi thấy ông ta đang lạy Phật ở trên đó. Ông bới đầu tóc,
và đầu tóc của ông ta nặng cỡ 7-8 cân. Ông chưa bao giờ gội đầu, trên đầu lại cài một cây trâm. Ông có khuôn mặt nhỏ thó, mắt nhỏ, mũi nhỏ, miệng nhỏ, nhưng rất có sức mạnh. Lúc trước, ông giúp người ta làm đường rầy xe lửa, trong khi 8 người họ khiêng một thanh sắt, còn ông mình ên nê luôn 2 thanh sắt, mỗi nách kẹp một thanh. Cuối cùng, ông ta bao nhiêu tuổi? Người của thời đại nào? Không ai biết được. Tôi đến nơi đó đã từng gặp qua một người kỳ quái như vậy.